cụ nói con cu là mù con mắt. Đàn ông ấy thì có hai cái đầu, một cái đầu to và một cái đầu nhỏ. Cái đầu nhỏ ấy mà dùng nhiều thì cái đầu to ấy ngày càng ngu dốt. Tất nhiên đàn ông hay đàn bà đều cần tình dục. Cho nên rất nhiều người đàn ông ấy mải mê với sex, ham muốn sex, khiến cho cái tuổi trẻ của họ ấy, thứ còn đọng lại duy nhất đó chính là những cuộc tình và những cuộc chơi. Khi mà người đàn ông ở độ tuổi trẻ và ở độ tuổi trung niên thì bạn cần phải dành cái năng lượng của bạn cho công việc, cho sự nghiệp. Tuy nhiên nếu như cái tính dục trong con người của bạn quá cao, hoặc là bạn có tính cách lăng nhăng, thì khi đó bạn sử dụng cái năng lượng của mình rất nhiều cho thứ không mang lại thành công cho cuộc đời của bạn, mà chỉ để thỏa mãn cái thể xác của mình mà thôi. Thế nên đàn ông nhớ nhá, việc lớn của đời một người đàn ông đó chính là sự nghiệp và gia đình. Bạn đừng bao giờ để cái tính dục của mình quá cao mà làm đi che mờ cả cuộc đời, cả gia đình, cả sự nghiệp của mình.